Hôm nay cập bến mít robot hút bụi các bác nha. Rất nhiều ai robot này. Có mấy mã nguyên thùng nhá. Có mấy mã nguyên thùng. Em đang test và để tối lên cho bác này. Đó. Đang test robot nha. Đây chỗ này test ok rồi này. Mới còn ok rồi. Chỗ này cũng ok rồi. Chật quá nha, nó không chạy được quá nha. Đấy, còn chạy là hơi bị chạy tiếp luôn này. Test sẵn cho bác để tối lên là chỉ cho quay sơ sơ chút thôi, để mất thời gian. Đấy. Đấy, thì các bác đang cần robot lau nhà, quét nhà nhá. Tối lại theo dõi video giúp em. Và rất là nhiều. Đây, còn rất nhiều đây chưa test đây. Đấy. Toshiba nhá. Con VIP. Con này đầu 7 đầu 8 khá là nhiều. Con này nguyên thùng này. Con Panasonic nguyên thùng này. Kén luôn này, các kén này. Con nguyên thùng của 780 này, iRobot Zumba 780 này, full phụ kiện luôn, từ sạc đế đốc tiếc đầy đủ hết nhá. Đấy, phụ kiện đi kèm này. Cái này là cái để cắt những cái rác, những cái tóc trước nó ấy này. Đấy, đủ bộ của nó luôn. Một con này 780 nhá, đã test ok rồi để trong đó luôn đó. Ok, thì các bác có nhu cầu mua hút bụi thì tối nay sẽ theo dõi giúp em nhá. Tối nay sẽ lên cho bác nồi cơm hút bụi và bếp ga. Đấy, các bác đang xem live cho em xin một xem video cho em xin một like và chia sẻ nhé. Rồi hẹn các bác tối nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.